Chương trình này được bảo trợ bởi Astiva. Hãy ghi danh ngay hôm nay để có 2.000 Mỹ Kim tiền khám răng và nhiều phúc lợi khác. City Home giúp mua bán và tài trợ địa ốc với nhiều chương trình mượn tiền đặc biệt, điều kiện dễ dàng, thủ tục nhanh chóng. TMN Insurance, TMN bảo hiểm xe và nhà. Hãng bảo hiểm tốt, giá cả hợp lý, đền bù thỏa đáng. Và Presto Tea. Presto Tea now open for franchise application in the US. Đây là chương trình Việt Face Tonight với anh Dũng, Thanh Thảo và Tyler Diệp. Kính chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị đến với chương trình Việt Face Tonight. Và chúng tôi kính mời quý vị cùng bước vào với bản tin buổi tối ngày hôm nay thứ Tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021. Sau đây là các bản tin của chúng tôi trong đêm nay. Tìm thấy phần thi thể người nơi Brian Laudrie được nhìn thấy lần cuối. Doanh nghiệp Mỹ chịu áp lực về lương tăng trong nền kinh tế tăng trưởng chỉ khiêm tốn cho đến trung bình. Khối ASEAN cần bày tỏ thái độ mạnh mẽ hơn với Miến Điện hơn là hành động tẩy chay. Trump Organization phải đối mặt với một cuộc điều tra mới từ quận hạt New York. Các hải cảng ở California, nơi cung cấp hàng hóa chính của Mỹ, hoạt động kém hiệu quả nhất thế giới. FDA chấp thuận chích liều tăng cường cho hai loại vaccine của Moderna và J&J. Cập nhật tình hình COVID-19 tại Việt Nam vào ngày 24 tháng 10. Đại dịch COVID có thể làm chậm tăng trưởng chi tiêu trực tuyến cuối năm nay của Hoa Kỳ. Và có thêm chi tiết về vụ án gián điệp tàu ngầm nguyên tử liên quan đến kỹ sư hải quân và vợ. Thưa quý vị, bản tin trong ngày hôm nay sẽ được mở đầu với anh Dũng. Vâng, thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì cơ quan chức năng đã thông báo là đã tìm thấy được một cái gì gọi là một phần xương cốt còn lại của một con người tại một khu bảo tồn ở Carlton, tiểu bang Florida, nơi trước đây ngập chìm ở dưới nước, nơi mà mọi người đã nhìn thấy anh Laudrie đã có mặt hiện diện lần cuối cùng nơi đây. Tuy nhiên, hiện nay thì người ta vẫn chưa xác nhận phần thi thể này thuộc về ai. Theo nguồn tin này thì phần còn lại được tìm thấy gần một chiếc ba lô, có thể phù hợp với những gì mà người ta đã nhận dạng là đã của Laudrie mặc trước đó. Cha mẹ của Laudrie đã cùng theo báo cáo cho các đặc vụ FBI và cảnh sát của Northport đến địa điểm nơi mà một số bài báo và cũng như là một số các cái di vật còn lại được nói là của Brian Laudrie được tìm thấy. Cũng cần nhắc lại là Brian Laudrie là người liên quan đến cái vụ án của Petito, cô gái đã bị giết chết trong một vụ án cách đây 5 tuần. Và từ đó cho đến nay thì Laudrie vẫn tại đào và người ta không biết là tung tích anh ta ở đâu. Chris và Roberta Laudrie là cha mẹ của anh Laudrie đã đến công viên môi trường Miyakahatchee Creek vào sáng nay để tìm kiếm Brian. Phát ngôn viên luật sư của Bertolino đã nói về tin tức này. Lực lượng FBI và cảnh sát của New York đã được thông báo vào tối ngày hôm qua về ý định của cha mẹ Brian và họ đã gặp Chris và Roberta vào tại nơi địa điểm này vào buổi sáng ngày hôm nay. Sau một cuộc tìm kiếm ngắn ngủi theo dấu vết mà Brian thường xuyên lui tới thì một số các cái di vật về Brian đã được tìm thấy sau đó. Hiện tại thì các cơ quan thực thi pháp luật đang tiến hành để điều tra kỹ lưỡng hơn chung quanh khu vực này và về những gì đã được tìm thấy. Giám định y tế địa phương và một đơn vị K9 được đào tạo để cố gắng tìm kiếm thêm hài cốt người đã được tìm thấy trước đây. Và hiện nay thì công cuộc vẫn đang tiếp tục điều tra một cách chi tiết. Bản tin kế tiếp liên quan đến doanh nghiệp của tại Mỹ, thưa quý vị, đang phải chịu áp lực về lương tăng trong bối cảnh là nền kinh tế tăng trưởng chỉ ở mức khiêm tốn cho đến trung bình. Các công ty Mỹ đã báo cáo là có sự gia tăng đáng kể về giá cả và về tiền lương, ngay cả khi tăng trưởng kinh tế ở Mỹ giảm xuống mức khiêm tốn cho đến vừa phải trong tháng 9 và vào đầu tháng 10, theo báo cáo của Cục Dự trữ Liên bang ngày hôm nay thứ Tư. Bản báo cáo cho biết là việc làm tăng lên, mặc dù tăng trưởng lao động bị kìm hãm do nguồn cung công nhân thấp, dù các công ty tăng lương nhằm thu hút nhân viên mới và giữ chân những người nhân viên hiện có. Hầu hết các quận đều báo cáo giá tăng đáng kể với một số dự kiến là giá sẽ ở mức cao hoặc là tăng thêm nữa. Và những quận khác thì kỳ vọng lạm phát sẽ ở mức trung bình. Nhiều công ty phải tăng giá bán cho thấy khả năng lớn hơn để đẩy phần tăng chi phí cho khách hàng trong bối cảnh đang có nhu cầu về hàng hóa mạnh mẽ. Bản báo cáo không làm thay đổi quá trình chính sách ngay lập tức của Cục Dự trữ Liên bang với việc là các ngân hàng trung ương sẵn sàng bắt đầu giảm nỗ lực mua 120 tỷ Mỹ Kim trái phiếu hàng tháng ngay trong tháng tới là tháng 11 sau khi nhận thấy sự cải thiện đáng kể cho thị trường lao động kể từ cuối năm ngoái.
Tuy nhiên, bản báo cáo có thể giúp làm sáng tỏ các cuộc thảo luận về những gì mà Cục Dự trữ Liên bang phải làm tiếp theo, đặc biệt là khi lạm phát đã vượt quá mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang trong vài tháng qua. Các nhà hoạch định chính sách đang tập trung rất nhiều vào các yếu tố thúc đẩy sự tăng giá đó, và liệu rằng chúng có giảm nhu cầu giống như hầu hết mong đợi vào năm tới hay không? Một số nhà hoạch định chính sách cũng cho biết gần đây nếu lạm phát cao hiện nay vẫn còn tiếp diễn, thì chính phủ có thể sẽ cần phải bắt đầu tăng lãi suất tợ sớm hơn so với dự đoán của nhiều người. Sang qua bản tin từ Miến Điện, thưa quý vị, thì Mỹ coi quyết định của các quốc gia Đông Nam Á loại nhà lãnh đạo của Miến Điện ra khỏi hội nghị thượng đỉnh khu vực là rất quan trọng trong những gì mà cần phải làm để mà giải quyết những thách thức mà đất nước đang phải đối mặt sau cuộc đảo chính quân phiệt ở nước này vào tháng 2 của năm nay. Tuần trước, xin nhắc lại là Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á gồm 10 thành viên đã quyết định mời một đại diện phi chính phủ, phi chính trị từ Miến Điện đến tham dự hội nghị thượng đỉnh từ ngày 26 tới ngày 28 thay mà không có mời chỉ huy quân sự Minh Hu Hân, người phát ngôn viên của khu vực Đông Nam Á, Á Châu Thái Bình Dương của Hội đồng An ninh Quốc gia của Tòa Bạch Ốc cho biết rằng là điều này phản ánh một bước tiến rất quan trọng. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng là Miến Điện cần phải làm nhiều hơn nữa, cũng như là ASEAN phải làm nhiều hơn nữa để mà giải quyết những thách thức đang có trước mắt. Và chúng tôi cần khối ASEAN phải có một tầm nhìn rộng hơn ngoài cái việc là chỉ tẩy chay hay là không có mời lãnh đạo quân sự của Miến Điện tham dự một hay là hai phiên họp mà thôi. Trump Organization hiện nay đang phải hứng chịu những cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 7 của một luật sư ở quận Manhattan ở tại New York. Hiện nay đang lại phải đối đầu với một cuộc điều tra khác của một công tố viên khác ở tại New York về các giao dịch tài chính ở một sân golf mà công ty này sở hữu. Tờ báo New York Times đã đưa những chi tiết liên quan đến tin tức này trong ngày hôm nay thứ Tư, trích dẫn từ nguồn tin tức từ những người hiểu biết về vấn đề này. Luật sư ở quận Winchester ở ngoại ô phía bắc thành phố New York đã đưa ra trát hầu tòa các hồ sơ từ tài sản của Trump Organization trong những tháng gần đây liên quan đến một cuộc điều tra hình sự, báo cáo này cho biết. Theo New York Times, thì các hồ sơ từ thị trấn Austin, thị trấn ấn định về mức thuế tài sản đối với câu lạc bộ sân golf sang trọng của cựu Tổng thống Trump là Winchester cũng bị trát đòi để ra hầu tòa nhằm kê khai tất cả những tài sản của sân golf này. Luật sư quận Winchester Mimi Roca dường như hiện nay đang xem xét là liệu công ty này có khai mang về giá trị của câu lạc bộ golf tư nhân này để giảm thuế hay không. Tuy nhiên, hiện nay không rõ liệu hành vi của cựu Tổng thống Donald Trump có bị giám sát hay không, cũng vẫn theo lời báo cáo của trích từ báo cáo này. Phát ngôn viên của văn phòng luật sư Roca đã từ chối đưa ra lời bình luận, cũng như là Kelly Lawrence, luật sư của câu lạc bộ sân golf mà nơi nó thuộc sở hữu của Trump Organization. Doanh nghiệp của cựu Tổng thống Donald Trump đã phải đối mặt với nhiều cáo buộc về các hành vi sai trái tài chính kể từ khi ông nhậm chức Tổng thống, với các cuộc điều tra mới nhất hiện nay kể từ tháng 7 đã làm đe dọa suy yếu đến các mối quan hệ kinh doanh của Trump Organization, đồng thời làm phức tạp hơn về tương lai chính trị của ông khi đảng Cộng Hòa hiện nay đang cân nhắc việc điều hành Tòa Bạch Ốc năm 2024. Sang không một tin liên quan đến sự vận chuyển hàng hóa cũng như là những cái hải cảng, thưa quý vị, thì hai hải cảng chính ở California là nơi cung cấp hàng hóa chính của nước Mỹ, hoạt động kém hiệu quả nhất trên thế giới. Các hải cảng Los Angeles và Long Beach của miền Nam California giải quyết nguồn cung hàng hóa đường biển nhiều nhất trong các số hải cảng của Hoa Kỳ, nhưng lại là một số hải cảng kém hiệu quả nhất trên thế giới, theo xếp hạng của Ngân hàng Thế giới World Bank và IHS Market. Trong một đánh giá về 351 hải cảng thương mại trên toàn cầu, thì Los Angeles được xếp hạng tới 328, sau Dar es Salaam của Tanzania và cảng Dutch của Alaska. Còn cảng Long Beach thậm chí còn được xếp hạng thấp hơn nữa ở mức 333, sau vịnh Nemrut của Thổ Nhĩ Kỳ và Mombasa của Kenya, là các nhóm cho biết trong chỉ số hiệu suất cảng container đầu tiên được công bố vào tháng 5. Tổng số tàu đang chờ dỡ hàng ở bên ngoài hai hải cảng Los Angeles và Long Beach đạt tới kỷ lục mới là 100 chiếc tàu hàng vào ngày thứ Hai. Việc mua hàng hóa nhập cảng của người Mỹ đã tăng vọt đến mức mà cơ sở hạ tầng chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ không thể nào giải quyết kịp và đã gây ra sự chậm trễ và sự giao hàng khó khăn.
danh hiệu cảng hoạt động hiệu quả hàng đầu thuộc về Yokohama của Nhật Bản và King Abdullah của Ả Rập Saudi trên bảng xếp hạng. Nằm trong top 5 là Chiwon, một phần của cảng Thâm Quyến ở tỉnh Quảng Đông, cảng Quảng Châu của Nam Trung Quốc và cảng Cao Hùng của Đài Loan. Các hải cảng ở châu Á, Trung Đông và Bắc Phi chiếm ưu thế trong 50 vị trí hàng đầu, trong khi chỉ có 4 hải cảng của Hoa Kỳ lọt vào top 100, gồm có Philadelphia hạng thứ 83, Virginia 85, New York và New Jersey hạng 89 và Charleston của South Carolina hạng 95. Đại dịch COVID-19 đã làm gián đoạn hoạt động thương mại trên toàn cầu và gây xáo trộn thương mại và cũng cho thấy sự yếu kém của một chuỗi cung ứng được xây dựng để vận chuyển hàng hóa kịp thời. Hoa Kỳ là nước tiêu thụ hàng hóa lớn nhất trên thế giới. Lượng hàng hóa nhập cảng hàng năm trị giá vào khoảng 2.500 tỷ Mỹ Kim. Cũng trong ngày hôm nay, thưa quý vị, thì cơ quan FDA đã chính thức nới rộng chiến dịch chích ngừa thuốc tăng cường cho những người lớn ở trong nước Mỹ bằng cách rằng là đã cho phép những loại chích tăng cường của Moderna và Johnson & Johnson, và cũng đưa ra những hướng dẫn mới cho biết rằng là nếu mà chúng ta muốn thì chúng ta không nhất thiết phải chích cái loại thuốc chích ngừa mà trước đây chúng ta đã chích. Lấy ví dụ, nếu mà trước đây chúng ta đã lỡ chích Pfizer thì cái mũi thứ ba có thể là một loại vaccine khác mà đã được FDA phê chuẩn. Hay là nếu mà chúng ta đã chích cái mũi Johnson & Johnson thì cái mũi thứ hai của chúng ta có thể là Moderna hay có thể là Pfizer. Cái việc này nó được công bố bởi cơ quan FDA vào ngày hôm nay, cho biết rằng là những loại thuốc chích ngừa tăng cường sẽ hầu hết được mở rộng cho các người lớn ở tại Mỹ mà đã được chích ngừa hoàn toàn rồi, miễn sao là họ chờ đủ cái lượng thời gian nhất thiết thôi. Ví dụ đối với Moderna thì chúng ta phải chờ 8 tháng sau cái mũi thứ hai. Mọi chuyện sau đó thì là tùy theo cái hướng dẫn của mỗi cái loại thuốc chích ngừa. Và ai sẽ là những người mà được thuốc chích cái vấn đề này, là những người mà quý vị có thể tham khảo với bác sĩ hay cũng như là cơ quan CDC để biết về cái tình trạng của mình như thế nào, trên 65 tuổi, trên 18 tuổi, hoặc là có những cái bệnh nền và không nhất thiết là phải lệ thuộc vào những mũi chích ngừa trong ban đầu. Cũng liên quan đến vấn đề COVID-19, nhưng tại Việt Nam, thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì theo dữ liệu mới nhất từ Bộ Y tế Việt Nam đã được công bố và do Thanh Niên Online trích dẫn trên trang mạng của mình, tính từ 5 giờ chiều ngày 19 tháng 10 cho đến 5 giờ chiều ngày 20 tháng 10 hôm nay, các con số nhiễm bệnh COVID-19 tính từ đầu mùa dịch đến nay là 873.901 trường hợp. Trong ngày hôm nay gia tăng 3.646 trường hợp. Hiện nay có 55.902 trường hợp đang được điều trị. Các trường hợp đã khỏi bệnh bao gồm 796.583 trường hợp, tức là trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua có thêm 1.737 bệnh nhân đã khỏi bệnh. Con số tử vong hiện nay trong ngày cộng thêm 72 trường hợp tử vong, nâng tổng số tử vong từ đầu mùa đến nay 21.416. Liên quan đến bản tin trong ngày hôm qua, chúng tôi đã loan đến cùng quý vị là Bộ Công Thương ở Việt Nam đã đề nghị chính quyền Sài Gòn nên mở cửa trở lại cho các hàng quán phục vụ ăn uống tại chỗ. Thì ngày hôm nay, theo một bản tin cũng của Thanh Niên Online, chiều ngày 20 tháng 10, bà Trương Minh Kiều là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân của quận 5 cho hay rằng cả quận và các doanh nghiệp trên địa bàn quận 5 đều rất mong chờ ngày các cửa hàng ăn uống được trở lại phục vụ tại chỗ. Trước đó thì quận 5 đã có một bước chuẩn bị cho kinh doanh ăn uống tại chỗ nên chỉ cần chờ chủ trương của thành phố và hướng dẫn của các sở ngành liên quan là có thể triển khai để mở cửa lại ngay. Tuy nhiên theo đề nghị của Sở Công Thương thì cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ trừ các loại hình kinh doanh bán bia, rượu. Khách hàng ăn uống tại chỗ phải được chích ngừa đầy đủ các liều vaccine phòng COVID-19. Các hàng quán phải tuân hành đóng cửa trước 9 giờ tối hàng ngày và phục vụ không quá 50% công suất và không quá 2 người một bàn. Khoảng cách giữa các bàn ăn ở trong tiệm phải tối thiểu là 2 thước trở lên. Sở Công Thương đánh giá, sau 15 ngày nới lỏng giãn cách xã hội, thì các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đã tổ chức các hoạt động trở lại, nhưng hiện nay tỷ lệ còn chưa cao và chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân. Đồng tình với đề nghị của Sở Công Thương, tuy nhiên, Chủ tịch của quận 5 bà Kiều cũng nêu điều kiện không quá 2 người mỗi bàn sẽ rất khó thực hiện đối với cả người dân và các doanh nghiệp và những nhà kinh doanh về nhà hàng.
thì qua khảo sát thì phần lớn các cơ sở kinh doanh ăn uống ở khu vực trung tâm Sài Gòn không có mặt bằng quá rộng, nhiều quán ăn quy mô gia đình nên rất khó thực hiện yêu cầu hai bàn cách nhau hai thước như hiện nay. Và tất cả những cái vấn đề này đang là một vấn đề khó khăn mà chính quyền Sài Gòn cần phải thực hiện và giải quyết trong những ngày sắp tới. Cũng liên quan đến đại dịch COVID-19 nhưng trở sang Mỹ và ảnh hưởng cũng như tác động của nó so với kỳ mua sắm và dịp lễ cuối năm năm nay, thưa quý vị. Đại dịch COVID có thể sẽ làm chậm tăng trưởng chi tiêu trực tuyến cuối năm nay tại Hoa Kỳ. Chi tiêu trực tuyến cho kỳ nghỉ lễ cuối năm nay của Hoa Kỳ được dự báo là sẽ tăng với tốc độ chậm nhất trong ít nhất là 8 năm vì tình trạng thiếu sản phẩm, giá hàng hóa cao hơn và những bất ổn liên quan đến đại dịch COVID-19 kéo dài đe dọa gây căng thẳng cho mùa mua sắm. Adobe Analytics dự báo mức tăng trưởng trung bình là 10% hoặc là 207 tỷ Mỹ Kim trong doanh số bán hàng trực tuyến trong tháng 11 và tháng 12 năm nay, so với mức tăng kỷ lục là 33% vào năm 2020 khi mà mọi người ở yên trong nhà và chọn mua sắm từ nhà thay vì đi đến các cửa hàng trong thời kỳ đại dịch. Sau khi vật lộn với việc đóng cửa vì dịch COVID hầu như là gần trọn năm ngoái, thì các nhà bán lẻ hiện nay đang phải đối phó với một loạt những hậu quả của đại dịch, bao gồm sự tắc nghẽn của chuỗi cung ứng toàn cầu có thể dẫn đến sự thiếu hụt tất cả mọi thứ, từ giày Nike cho đến Apple iPhone trong kỳ nghỉ lễ cuối năm nay. Mức tăng trưởng của năm 2021 dự kiến một phần là do giá sản phẩm tăng, sẽ là mức tăng nhỏ nhất kể từ khi công ty Adobe bắt đầu theo dõi dữ liệu chi tiêu cho kỳ nghỉ từ năm 2014. Adobe cho biết rằng với việc các công ty tăng giá sản phẩm do chi phí vận chuyển và hàng hóa tăng vọt, thì người tiêu dùng dự kiến sẽ phải trả thêm 9% trong khoảng thời gian từ lễ tạ ơn cho đến ngày thứ hai Cyber Monday của năm nay. Tin nhắn hết hàng trên trang web của các nhà bán lẻ đã tăng tới 172% vào cuối tháng 7 so với mức trước đại dịch. Và trong đó thì hàng may mặc cạn kiệt nhanh nhất, tiếp theo là hàng thể thao, sản phẩm trẻ em và đồ điện tử. Để đối phó với tình trạng thiếu hụt hàng tồn kho tiềm ẩn thì các nhà bán lẻ đang giảm giá ít hơn và đang tìm cách dàn trải mùa bán hàng bằng cách khuyến khích người tiêu dùng hãy bắt đầu mua sắm sớm cho dịp lễ cuối năm nay. Ở trước tòa án liên bang trong ngày hôm nay, thưa quý vị, mà một mật vụ trong ngành phản gián của cơ quan FBI đã mô tả một cách chi tiết về cách mà một cặp vợ chồng đã cố gắng làm sao mà bán những hồ sơ mật của chính phủ Hoa Kỳ với các quốc gia ngoại bang khi mà ông này trước đây đã từng là một kỹ sư cho Hải quân Hoa Kỳ. Những cái chi tiết này được công bố ra trong trước tòa án vào ngày hôm nay cho biết rằng là cặp vợ chồng này đã đưa ra nhiều thông tin bí mật liên quan đến một hạm đội tàu ngầm chạy bằng nguyên tử hạt nhân, và sau đó thì họ cũng hứa hẹn là một đợt hồ sơ mới cũng sẽ được tung ra nữa nếu mà làm sao mà kiếm được cho họ 5 triệu Mỹ Kim theo dạng tiền ảo hay là tiền điện tử cryptocurrency. Điệp viên mật vụ này cho biết là trong những lần mà cặp vợ chồng này đã đưa ra những cái chi tiết về thông tin mật của quốc gia đó, thì họ thường xuyên kêu gọi người mua thông tin phải giúp cho họ kiếm thêm được nhiều tiền, thì vì đây là biện pháp cuối cùng để mà cặp vợ chồng này có thể lẩn trốn sang một quốc gia khác mà không có những hiệp định dẫn độ với Mỹ. Vào thời điểm đó, thưa quý vị, nghi phạm Jonathan và Diana Toby bị cáo buộc là cố gắng cung cấp những thông tin mật cho một quốc gia nước ngoài mà không biết rằng là quốc gia nào, và tin rằng là họ đang trao đổi thông tin với một quốc gia không xác định, nhưng không ngờ là họ là bị mắc vào bẫy vì đang liên lạc với một nhân viên của FBI. Và thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho chương trình Reflex này của ba anh em chúng tôi. Một lần nữa xin quý vị đừng quên, nếu có thời gian, để lại những tin nhắn trong những chương trình này từ ngày thứ hai cho đến ngày thứ sáu. Chúng tôi sẽ cố gắng truy cập lại những tin nhắn của quý vị và chia sẻ những tin nhắn này vào chương trình của ngày thứ sáu. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn quý vị lại vào chương trình của ngày mai. Này được bảo trợ bởi Astiva. Hãy ghi danh ngay hôm nay để có 2.000 Mỹ Kim tiền khám răng và nhiều phúc lợi khác. City Home giúp mua bán và tài trợ địa ốc với nhiều chương trình mượn tiền đặc biệt, điều kiện dễ dàng, thủ tục nhanh chóng. TMN Insurance, TMN bảo hiểm xe và nhà.
hãng bảo hiểm tốt, giá cả hợp lý, đền bù thỏa đáng. Và Presto Tea. Presto Tea now open for franchise application in the US. Astiva, bảo hiểm sức khỏe yêu đời. Astiva là chương trình bảo hiểm y tế Medicare phù hợp nhất với quý đồng hương trên 65 tuổi. Hãy ghi danh với Astiva hôm nay để nhận 2.000 Mỹ Kim cho nhu cầu nha khoa của quý vị. Ngoài ra, Astiva còn rất nhiều dịch vụ khác dành cho cộng đồng của chúng ta như tài xế người Việt đưa đón, các tiết mục văn nghệ giải trí tại hai trung tâm sinh hoạt của Astiva. Hãy ghi danh với Astiva ngay ngày hôm nay. Xin gọi 1-866-610-0655. City Home giúp mua bán và tài trợ địa ốc với nhiều chương trình mượn tiền đặc biệt, điều kiện dễ dàng, thủ tục nhanh chóng. Gọi cho City Home để mua nhà suôn sẻ, nhanh chóng. Gọi cho City Home để bán nhà bảo đảm, hữu hiệu. 10 điều quan trọng phải làm khi mua hay bán nhà. Điều thứ nhất, gọi cho City Home. City Home sẽ làm 9 điều còn lại. Gọi cho City Home ở số 818-383-8569 hoặc 714-383-3217. Quý vị sẽ được hướng dẫn trực tiếp với broker Đồng Nguyễn để có chương trình mượn tiền thích hợp nhất với tiền lời thấp nhất và lệ phí nhẹ nhàng nhất. TMN Insurance, TMN bảo hiểm xe và nhà. Hãng bảo hiểm tốt, giá cả hợp lý, đền bù thỏa đáng. Xin gọi 714-741-2008, 714-741-2008. Presto Tea là thương hiệu toàn cầu với hơn 400 cửa hàng, là sản phẩm cao cấp với giá thành thấp vì chúng tôi là công ty sản xuất trà lớn nhất Đài Loan. Presto Tea có cách quản lý được hệ thống hóa và cung cấp hỗ trợ đẳng cấp thế giới. Chúng tôi sẽ giúp bạn một trải nghiệm huyền thoại bằng sự bắt đầu kinh doanh franchise location hôm nay với Presto Tea USA. Xin hãy liên lạc ngay 714-881-9938 hoặc 877-773-7639. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.